Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hôm qua thì mình đã khám phá được một góc nhỏ của một cái thành phố cổ xưa ở dưới lòng đất. Và thật là may mắn khi mà mình cũng nhặt được vài quyển sách cường hóa của phiên bản mới này. Đó chính là quyển sách Rón Rén Nhanh. Cái này thì nó khá là hay khi mà mình có thể cường hóa vào cái quần thì phải. Đây cái quần. Để bây giờ mình sẽ thử đi vô nhà của mình rồi mình ghép vô thử coi, biết đâu bất ngờ. Cho cái quần vào, cho cuốn sách Rón Rén Nhanh vào rồi nhá. Sau khi ép vào thì cái quần của mình sẽ có công dụng là khi mình ngồi xuống mình sẽ di chuyển khá là nhanh luôn nè. Nó tương tự khi mà mình đi bộ luôn á, tốc độ mình thấy nó bằng khi đi bộ luôn. Wow, cái dòng này nó sẽ giúp mình di chuyển nó được kiểu như nhanh chóng hơn khi mà mình trong cái thành phố. Tại vì lúc đó mình thường đi rón rén như vậy nè. Mà đi rón rén thì đâu có được nhanh đâu. Dòng này nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm đó. Cũng khá là hay ấy nha. Ngoài ra thì bên trong cái thành phố đó mình còn nhặt được những cái mảnh âm vang. Mảnh âm vang đâu rồi ta? Ủa, không có đây. Hình như trong rương. Đây. Những cái mảnh vỡ âm vang này. Những cái mảnh vỡ này thì mình có thể kết hợp thêm với kiểu như là một cái la bàn bình thường để mình tạo thành cái la bàn hồi phục này. Và cái công dụng của cái la bàn hồi phục thì nó cũng khá là hữu ích trong chế độ sinh tồn bình thường thôi. Còn trong chế độ sinh tồn siêu khó thì không được rồi. Đó chính là khi mà mình vô tình chết đi. Và cái la bàn hồi phục này nó sẽ giúp mình tìm ra cái nơi mà mình ngụm cứu tỏi. Đây chẳng hạn nè, nó đang hướng mình tới chỗ mấy cái viên kim cương mà mình rơi ra kìa. Đó, nó có công dụng là như vậy ha. Còn trong chế độ siêu khó thì cái này gần như là không có tác dụng, mà chỉ chế tạo để trang trí cho đẹp thôi. Ok. Mà hôm nay á, thì mình muốn kiểu như là cường hóa cái cây cuốc của mình lên, cho nó đào nhanh hơn một tí. Chứ nó đào cũng khá là chậm đấy. Trong cái thành phố cổ xưa đó thì cần đào thật là nhanh thì mới có thể đảm bảo được cái tính mạng của mình. Thế nên là bây giờ thì mình sẽ bay qua cái chỗ ngôi làng bỏ hoang để mình dạy một cái bác dân làng thủ thư nữa. Chủ yếu là kiếm thêm cuốn sách hiệu suất thôi. Cái bác này đang làm nông dân đó ta. Thôi, tạm thời nghỉ làm nông dân bữa đi bác ơi. Làm thủ thư đi. Đây rồi. Hên thiệt. Vừa đổi nghề cái bác ấy đã có được cái quyển hiệu suất 5 mà mình cần luôn kìa. Hên thiệt sự. Mình còn thiếu cái cây rìu hiệu suất 5 đúng không? Mình sẽ mua hai quyển. Xẻng hiệu suất 5 luôn không ta? Ok, mua cho xẻng luôn đi. Rồi, chúng ta đã mua được 3 quyển hiệu suất 5. Rồi, cảm ơn các bác dân làng này rất là nhiều. Bây giờ thì đi về nhà và ghép vô những cái dụng cụ của mình thôi. Không biết là có đủ cấp không nữa, mình còn có 16 cấp à. Đầu tiên là cây cuốc trước đi, tại vì mình đang cần cây cuốc nhất. Tốn 5 cấp. Rẻ, ép hiệu suất không có quá mắc đâu. Lại 5 cấp nữa nè. Vừa đủ luôn. Trời ơi, hên thiệt sự. Rồi xong phim. Giờ là dụng cụ của mình đã full hiệu suất 5 hết rồi. Quá đã. Nhưng mà sắp tới thì mình cần phải ghép thêm sửa chữa vô tất cả các dụng cụ. Để sửa lại nó bằng kinh nghiệm ấy. Thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Ok, một xíu về thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó. Còn bây giờ thì lên đường và trở lại cái thành phố cổ xưa thôi. Bữa nay là có cuốc xịn rồi. Đồ nghề thì có sẵn ở trong rương. Nên là hơi bị tự tin luôn. Hôm qua thì mình đã khám phá ở góc bên trái rồi. Loot cũng được khá là nhiều rương. Thế nên là hôm nay mình sẽ đổi góc. Mình sẽ chuyển sang loot ở góc bên phải. Nhưng mà trước tiên thì để mình lấy những cái totem ra thêm nè. Đây là cái để có thể cứu mạng mình. Và cũng như là những khối len để mình có thể di chuyển nó nuột nà hơn. Và an toàn hơn nữa. Rồi, đi thôi. Mà mình để ý nha, trên cái hành lang này thì nó không có rương. À đây. Nhưng mà trong căn phòng này thì có. Được quá ta. Đồng thời mình cũng phát hiện ở đây nó có một cái spawner của con Warren. Đập liền. Gặp là đập liền. Kẻo nó xuất hiện đấy. Nguy hiểm lắm. Ui, ở đây còn cái. Còn hai cái luôn. Ui, Warren xuất hiện ở đâu vậy? Hình như mình đạp là nó xuất hiện liền á. Ui, nó ngay dưới kìa. Oh gosh. Nên chuồn trước.
Ồ, vậy là mỗi khi mà mình đạp những cái spawner á, thì con qua đành nó lập tức nó xuất hiện liền nha. Ôi, nguy hiểm gì ta. Nhưng mà đánh đổi thôi chứ biết sao vậy. Mình phải dọn hết thì cái khu vực thành phố cổ xưa này mới có thể trở nên an toàn và mình loot được. Kìa, nó đang ở dưới, nó đang đi đi tìm mình đó chắc luôn á. Mình sẽ bắn nó. Đây là cái chỗ mà hôm qua mình đã tiêu diệt được một con hoa đành, nên là bây giờ nó khá là an toàn đối với mình luôn. Đứng đây và nã cung vô nó thôi. Ok, con hoa đành bên đây đã bị tiêu diệt rồi, nhưng mà mình phải kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc coi còn không. Ok, có vẻ là hết rồi. Đập mấy khối xúc tác thôi. Ghê thiệt chứ. Và trong cái rương này, cho mình thêm những cái mảnh vỡ âm vang, một cái quần sửa chữa luôn cơ. Đồ xịn, đồ xịn. Rồi rồi, bên đây lại có thêm rương, nhưng mà đồng thời nó cũng có rất là nhiều những cái khói hoa đành la hét, khói khói scut la hét. Mình sẽ từ từ đi lên rồi sau đó đập một lượt hết luôn nha. Mấy cái, một, để mình đếm thử coi. Một, hai, hai cái kế bên luôn. Giờ đập xong là chạy liền nha. Đó 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 đó, nó xuất hiện rồi kìa. Goodbye, no see you mà từ khi có cái dòng rón rén nhanh này á, cái mình chuồn đúng lẹ luôn. Nên mặc dù mình đang đi ngồi nhưng mà cái khả năng chuồn của mình đỏ một cái tầm khác rồi. Con hoa đành nó đang đánh hơi thôi mình. Oh gosh. Để mình dụ nó là cái chỗ bắn cung của mình thủ tiêu nó. Chạy lại đây đi nhóc ác. Chạy lại đây đi nhóc ác. Ý, biết chưa ta? Biết mình à, nó biết rồi. Vô phom. Xử lý qua đành thôi. Phải có chiến thuật mới được. Rồi. Giờ thì dụ nó lại đây và xử nó. Rồi, nó đã dính bẫy của mình rồi. Thủ tiêu nó thôi. Rồi, xong phép. Con lần này thì nó có rơi ra cho mình những cái khối xúc tác nè. À, cái khối này hay lắm. Có dịp mình sẽ một xíu lên mình sẽ test test cái khối đó mới được. Nó cũng có công dụng ấy. Còn bây giờ thì bay lại chỗ cái rương nè. Không biết là còn cái khối scut la hét nào gần đây hay không. Nhìn sơ qua là có vẻ hết rồi đó. Rồi, giờ thì lút rương thôi. Thoải mái thôi. Rương này yêu, gương này bèo rồi. Và có rất là nhiều nến luôn nha. Ồ, ghê quá. Có nến rồi, có đậu lâu xương sọ các thứ rồi nữa nè. Ngồi lượm luôn. Bỏ ổn. Cuốn sách sống dữ, rồi thêm một cây cuốc mềm mại. Nhưng mà nó có lời nguyền biến mất luôn. Tiếp theo là một cái khu vực hành lang, tuy nó không có bất kỳ một cái rương nào, nhưng mà nó cũng có cái khói triệu hồi qua rành nè. Nên mình cũng sẽ đập luôn. Ồ, mình có thể vừa kết hợp giữa việc chạy và cái việc đi rón rén như vậy, để vừa có thể di chuyển nhanh mà không có bị qua đành phát hiện nữa. Ồ, cái này hay này. Ôi, 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 chưa chưa, đằng kia có cái chỗ triệu hồi qua đành, mình phải đập nó liền. Mấy cái? Một cái thôi đúng không? Oh gosh, nó la lên ghê thế. Ui, qua đành chuẩn bị xuất hiện. Oh gosh. Lỡ đập rồi, đập hai cái luôn. Đâu rồi? Tối quá không thấy. Đây. Rồi ok. Mình đã đập xong rồi. Chuồn qua cái chỗ sự bắn qua đành thôi. Sau một khoảng thời gian mà nó không có phát hiện ra mình. Ừ, nó phát hiện ra mình chưa ta? Hiện chưa vậy? Thôi qua bên kia đi. Nó biết mình trên đây hả? Dạo vậy? Kiểu nó đánh hơi ra được mình rồi. Mình sẽ đập luôn cái khối này. Sao mà đỡ được. Mình chạy hơi bị nhanh. Đi thôi, đi tiếp, đi tiếp. Không có gì phải sợ hết. Đây là cái hành lang bên trong cái chỗ trung tâm của thành phố hay sao nè. Ồ, đằng kia là những block của phiên bản mới này luôn. Cái block đó rất là cứng đấy. Nên mình sẽ lên và mình đào hở coi.
chưa tìm đường lên an toàn cái đã. Wow, ở đây còn có lửa, linh hồn các thứ đâu nè. Nhìn ghê chưa? Rồi. Trên này thì có rương không? Ở đây mình không thấy rương. Ồ tiếc. Nhưng mà nó có khói triệu hồi qua đành. Oh no. Phải đập liền mới được. Rồi đập xong là chuồn liền. Xong. Và bây giờ mình sẽ thử đập một cái cục này. Coi thử coi như thế nào. Rồi thấy chưa? Cúp netherite của mình. Nhưng mà đập cả buổi trời nó chưa nứt luôn kìa. À đây rồi, nó bắt đầu nứt nhỏ nhỏ nè. Để mình coi đập cái khối này mất bao lâu nha. Trời ơi, nãy giờ cỡ 10 giây rồi đó mà mới được nhiêu đây thôi. Cái này chắc nó cứng gấp 5 lần hắc diệm thạch quá. Kẹt luôn. Bể đi. Gì mà cứng như vậy? Oh. Cúp bình thường không lấy được cái khối này. Cái khối này phải có dòng mềm mại mới lấy được hay sao ấy? Phải không ta? Mình nghi lắm. Trời ơi, làm nãy giờ ngồi cong xương sống lên rồi đã, ngồi đập nó, rốt cuộc nó không có rơi ra. Cay thiệt chứ. Mà chỗ này không có rương thiệt luôn à. Yêu tiếc vậy. Có khi nào nó giấu trong này không ta? Mình liếc ngang mình không thấy rương rồi. Tiến sâu hơn vào trong thành phố thì mình thấy nó còn rất là nhiều rương ở khúc này nè. Nhưng mà có vẻ hơi nguy hiểm nha. Có gì không? Có giáp ngựa, la bàn. Ok, đi tiếp qua đây. Bên đây còn một cái rương và một cái spawner của Warren nữa. Mình sẽ đạp lên. Ui, bên kia cái nữa kìa. Đập luôn. Đập đi tính tiếp. Trong kia còn cục nữa. Oh gosh. Ui, Warren xuất hiện luôn rồi. Ui. Đập liền. Đập xong rồi chuồn, không có gì hết. Đập xong mình chuồn được mà. Sao mà đỡ được. Mình sẽ phân tán sự tập trung của con qua đành tí cái đó. Thôi chuồn lẹ. Nhầm. Đấy, nó đã bị mình dụ bằng cái mũi tên rồi. Rồi đợi một lúc cho nó biến mất đi. Rồi mình sẽ quay trở lại đằng kia mình lút cái rương sau. Vậy là cách an toàn nhất rồi đó. Ê, nó chuồn rồi. Đúng rồi, cắm đầu xuống đất đi nhóc ác. Rồi qua đó và chúng ta lút rương thôi. Để xem cái rương bên này. Rương bên này lại có mảnh vỡ âm vang và thạch anh tím, cũng như là một cái thẻ tên. Có vẻ khá hơn rồi nè. Bên này cũng có một cái rương khác. Rương này chưa. Rồi không có khói squat la hét là được. Một cái quần bảo vệ. Sách rốn rén nhanh cấp độ 2 tiếp nè. Đĩa nhạc 13 thì thôi, không lấy đâu. Đĩa nhạc đó thấy ghê. Ồ, bây giờ mình mới để ý là góc bên này mình chưa có khám phá hay sao nè. Wow. Còn cả đống những cái squat la hét luôn. Đào liền. Ồ, nó xuất hiện rồi. Con này tinh ranh thì chứ, vừa đào cái là nó xuất hiện liền. Mình sẽ tránh né nó. Chiến thuật này mình thấy khá là hiệu quả luôn. Ồ, ở đây còn squat la hét à. Đang tránh né mà gặp thì đào luôn. Ngại gì vết bẩn. Có vẻ đây là cái góc cuối cùng của cái hướng bên này rồi. Vậy là hết cái thành phố à. Vậy là sơ qua qua này chúng ta đã khám phá giáp một vòng của cái thành phố cổ xưa này rồi đó. Bên đây nó còn rương à. Hai rương luôn. Được quá ta. Nhưng mà bây giờ con qua đành nó còn bên kia nên là mình chưa có mở rương được đâu. Đợi nó biến mất đi rồi mình mở rương sau cũng không có muộn. Rồi, hình như nó biến mất rồi. Mình nghe tiếng nó đi xuống lòng đất rồi. Ok, mở rương thôi. Còn rương bên này. Bên đây vẫn còn cái squat lag. Oh gosh. Ui, nó xuất hiện sau lưng mình luôn ạ. Ui, tí nữa thì toàn.
Ok, tiếp tục. Tiếp tục tránh né nó tiếp. Rồi. Nó đã chán nản và bỏ đi rồi. Được. Thôi mình tới lút nốt cái rương bên đây thôi. Hình như đây là cái rương cuối cùng của cái hướng bên này đấy. Ồ, lại thêm một cái mảnh vỡ đĩa nhạc số 5 nữa nè. Ở nhà mình đã có một mảnh rồi, bây giờ mình có thêm một mảnh nữa là mảnh thứ hai đấy. Cái này hơi bị hiếm luôn, nãy giờ mình lút thì rất là ít khi gặp nó. Bây giờ thì mình sẽ tập trung chuyên môn vào cái chỗ trung tâm của các thành phố này. Ở đây 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 đây. Ở đây nó có cái lỗ nè. Để mình xuống thử. Đây là bên trong à? Chính xác rồi. Đây là bên trong của cái chỗ trung tâm thành phố cổ xưa nè. Ê, ở đây nó còn có cái cửa nữa. Vậy là sẽ có một cái góc nào đó để mình có thể kích hoạt được cái cửa này nè. Cái đó thì từ từ mình sẽ mò sau. Còn trong này là gì đây? Trong này có mấy cái scoot la hét không vậy? Để không thôi mình nghịch nghịch một hồi nữa, nó tạo ra cái đống hoa đành trong này là chạy không có kịp đâu á. Góc hẹp nó tung chưởng là mình đi luôn ấy. Trong đây giống như là căn phòng Redstone vậy. Đây là cái gì đây? Không không rảnh, không rõ nữa. Có dấu đồ không? À không có dấu đồ nha. Rồi trong đây là kiểu như là nó hướng dẫn Redstone cho mình vậy. Ủa sao cái đèn này không sáng ta? Ủa kỳ vậy. À tức là thủy tinh thì nó không dẫn điện được. Mình phải tranh thủ mình học hỏi kiến thức về Redstone mới được. Ok, giờ biết thêm là thủy tinh không có dẫn điện rồi ha. Rồi rồi. Bên đây thì sao? Bên đây là cái cái bục để sách. Mình không có sách để vô ta. Kiểu như bục để sách cũng có thể dẫn được Redstone các thứ. Còn đây là cái bia tập bắn. Mình sẽ bắn vô tâm của nó thì nó sẽ tạo ra điện thì phải tín hiệu điện. Chính xác rồi. Còn bên này. Ui bên này nhìn phức tạp vậy. Ủa, nó mới mở cánh cửa gì kìa đúng không? Nó mới mở cánh cửa trong này hay sao cơ? Đây là cái chỗ để mở cửa nè. Mình tìm được cái chỗ mở cửa rồi. Đó, khi mình kích hoạt cái chỗ này thì nó sẽ mở cái cánh cửa đi vào cái chỗ căn phòng kia, căn phòng bí mật này. Nhưng mà nó chỉ có thời gian ngắn thôi. Khi mà đèn tắt là nó cũng sẽ đóng lại. Đây. Nó sẽ có một khoảng thời gian để cho đèn đóng lại. Wow, hay phết đấy chứ. Được được nha. Còn cái chỗ này là chỗ gì? Chỗ này chắc là để trang trí thôi. Nói chung thì công trình này cũng khá là thú vị đấy. Rồi bên này. Bên này là một cái căn phòng gì đó. Không có gì hết luôn. Hết rồi. Vậy là trong cái căn phòng bí mật này chỉ có từng ấy cái công trình thôi á. Chắc mình phải đi thêm xung quanh đây coi coi còn bỏ sót cái dạng công trình nào bí ẩn không. Nhiều khi nó che giấu mà mình không phát hiện ra ấy. Bên này mình thấy nó có một cái căn phòng có cửa sập kìa. Có cả băng nữa. Rồi 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 rồi, nó chuồn này. Khỏe đó. Vô vô thôi. Cái này nó có âm thanh lạ vậy. Giống như là cái chuông chuông cửa vậy. Wow. Ồ dưới này có khói scoot la hét không vậy ta? Ok, ở đây không có khói scoot la hét là được. Nó có cà rốt. Với cả là bát súp đáng ngờ. Ồ, lạ vậy nhờ. Mà sao tự nhiên ở đây lại có băng nhờ? Căn phòng này hơi lạ đấy. Hơi bị đặc biệt luôn. A few moments Như vậy thì có vẻ là mình đã quét sạch được cái chỗ thành phố cổ xưa này rồi đó. Cũng như là đập được rất là nhiều những cái scoot la hét rồi. Nên là bây giờ có thể đi thoải mái mà không sợ bị lo là qua đành xuất hiện rồi đập mình không trượt phát nào nữa.
Và đồng thời thì cũng phát hiện ra ở phía dưới chỗ trung tâm thành phố có một cái căn phòng bí ẩn kiểu như chỉ dạy cách thức làm redstone nữa. Mình thấy cũng khá là hay đấy chứ. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ đi tìm coi coi những cái chỗ kim cương còn sót lại trong khu vực này. Mình thấy nó có rất là nhiều luôn. Qua nay mình mình lo chiến đấu với mấy con qua đành mình không có kịp đào ấy. Giờ thì vòng ngược lại và kiếm và đào coi. Nè 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 nè. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà thôi á. Chuyến khám phá thành phố cổ xưa này kết thúc tại đây thôi. Và hiện tại thì mình chưa có cái chỗ nào kiểu như là để farm kinh nghiệm hết. Sắp tới thì dụng cụ của mình sẽ có full dòng sửa chữa mà. Nên bây giờ mình sẽ cần có một cái chỗ để mình có thể farm được kinh nghiệm và sửa lại dụng cụ nó nhanh hơn. Thế nên là bây giờ mình sẽ chuẩn bị vật liệu. Rồi sau đó là một cái chỗ farm kinh nghiệm ở bên thế giới kết thúc. Hợp lý luôn. Rồi, dạ. Ôi lộn cuốc. Như đây có đủ chứ ta. Như đây chắc là dư rồi đó. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Đêm thôi một hồi khu vực này nó trọ lõi hết là kỳ lắm. Ngoài lá ra thì mình... Lọt. Mình lấy thêm ít gỗ đước nữa. Nhà mình gần hết gỗ rồi. Ngoài gỗ lá thì bây giờ mình sẽ cần thêm một cái xe mỏ nè. Rồi một ít đường ray nữa. Còn thiếu gì nữa không ta? À đúng rồi, còn thiếu thật là nhiều hopper. Rồi sau qua thì đồ mình cũng tương đối là ok để có thể đi làm mấy farm kinh nghiệm Enderman rồi. Mà để đỡ mất công kiểu như qua lại lấy sách cường hóa thì mình sẽ mang theo sẵn những cái quyển sách sửa chữa của mình. Để một tí mình có kinh nghiệm rồi ấy, mình sẽ ép vào cái dụng cụ của mình luôn. Một cái là cho rìu nè, một cái cho sẻng, một cái cho kiếm luôn đi. Rồi đầu tư thêm luôn một cái vàng cường hóa nữa chứ. Tí nữa thì quên. Đầu tiên là một cái bàn cường hóa. Tiếp theo là thật là nhiều kệ sách. Cuối cùng là những cái ngọc lục bảo. Ủa ngọc lưu ly. Rồi ok, công đoạn chuẩn bị cho cái chuyến này đi này đã xong xuôi hết rồi. Bây giờ thì lên đường thôi. Ok. Mà trước khi qua bên thế giới kết thúc, mình sẽ múc thêm một xô nhung nham để dành đi. Một tí qua bển thì mình sẽ rất là cần nó đó. Sau khi qua bên thế giới kết thúc thì mình sẽ đổ một xô nhung nham ra trước. Đây, đổ ra. Nhung nham có vẻ là xuống khá là sâu rồi. Giờ mình sẽ cho nước xuống. Đó, thì lập tức mình sẽ có được một cái cây cầu bằng đá cuội tự động luôn. Rất là nhanh chóng thôi. Bây giờ thì mình đang ở tầng 1 bên thế giới kết thúc rồi. Mình sẽ bắt đầu làm một cái cây cầu bằng lá. Để đi xa cái đảo chính thì càng xa càng tốt. Thì cái máy farm này nó mới hoạt động hiệu quả được. Ok, giờ hết thấy cái đảo chính là thấy là hơi bị uy tín rồi đấy. Kế tiếp đến thì mình sẽ làm một cái sàn bằng lá luôn. Tận dụng. Cái sàn này có kích thước là cỡ 9x9 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bây giờ mình sẽ làm một cái chỗ để đựng cái rương nè. Đây, mình sẽ cho cái rương đựng đồ xuống một cái. Tiếp theo thì đào ra một cái hình vuông 3x3 để mình đặt những cái hopper. Cái này kiểu như mình muốn lấy ngọc Ender thì mình lấy thôi. Còn chắc mình không cần lấy ngọc Ender nhiều đâu. Chủ yếu là mình lấy kinh nghiệm hả. Mà để kinh nghiệm nó dễ vô người mình hơn thì mình sẽ làm một ít cái cửa sập. Mình lót ở phía trên cái hopper như vậy thì kinh nghiệm nó sẽ không rớt xuống cái lỗ này. Và mình sẽ dễ lấy hơn. Sau đó thì mình sẽ làm một cái khu vực để kiểu như là cho Enderman rớt xuống không có thể đánh được mình. Nó sẽ cần cao cỡ 2 ô như vậy. Thường thường mình cũng hay dựng một cái chỗ giống như vậy để mình có thể farm được Enderman cách thủ công ấy. Đó, mình sẽ làm tương tự nữa. Rồi, như vậy thì Enderman sẽ không có với tay ra mà chạy ra đánh mình được. Mình đứng ở ngoài mình vẫn có thể chặt vô. Hợp lý. Mà để ok hơn thì chắc mình sẽ xây cái phần ở trên tầng 2 này. Nó bằng cái phần sàn ở phía dưới luôn. Rồi, xong phiên. Và công đoạn cuối cùng của mình đó chính là xây cho nó lên cao cỡ tầng 44 đi. Tầm đấy thì Enderman khi mà rớt xuống ấy là sẽ còn vài máu à. Mình chỉ cần chặt một cái là Enderman ngụm củ tỏi là mình có thể lượm được kinh nghiệm thoải mái luôn. Sau khi đã lên tít ở trên đỉnh này thì bây giờ mình sẽ bắt đầu xây thêm về mỗi hướng là thêm cỡ 13 ô. Tính từ ô bên ngoài này nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rồi, làm ở mấy hướng còn lại luôn. Sau khi hoàn thành được cái mặt phẳng ở trên này thì
Mình sẽ đi xuống dưới để lấy thêm đồ nghề cái đã. Tại vì đồ nghề mình đang thiếu mất rồi. Ôi chà chà. Ui ui, mấy con này nó lọt ra ngoài này. Oh gosh. Ui, nó lọt ra ngoài đây luôn ạ. Nguy hiểm quá. Ôi, con này mới gớt xuống nè. Mới gớt xuống là lượm cục kẹo liền. Rồi, mình sẽ lấy cái xe mở cũng như là cái đường ray. Và một thứ cũng không kém phần quan trọng nữa, đó chính là một cái thẻ tên. Bây giờ thì lên trên kia và bắt đầu phóng những cái ngọc Ender để tìm kiếm con rận thôi. Cái bước này rất là quan trọng nha, tại vì cái con rận này là mấu chốt của cái map farm luôn á. Nên là mình phải thật là thận trọng. 1, 2 nè. 3 ô. 4 ô luôn đi. Mình sẽ xây lên 4 ô. Sau đó đặt một cái cửa sập lên. Cuối cùng là set up một cái chỗ đường ray để cho con rận Ender có thể lọt vô giữa. Rồi, ok. Mọi thứ đều đang rất là ổn áp rồi. Giờ thì chuẩn bị nào. Phóng ngọc Ender thôi. Không biết là mất bao nhiêu cái viên ngọc để có được một con rận Ender đây. À da, đau quá. Ôi, đây rồi. Ở lần thứ 3 thì mình đã thành công tạo ra được con rận Ender rồi. Giờ thì cho nó cái tên. Sau đó cho nó leo lên xe mở. Đó, rồi, đẩy nó qua góc bên kia. Xong phần. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bay ra xa chỗ cái máy pha mình một tí đi. Để cho nó lót cái khu vực đó lại thêm một lần nữa. Hy vọng là nó sẽ hiệu quả nha. Có Enderman xuất hiện chưa ta? Để xem, đó, Enderman bắt đầu xuất hiện rồi. Tuyệt vời. Mấy con mà xuất hiện ở bên ngoài thì mình có thể tiêu diệt được rồi đó. Ê, vậy là xong rồi. Trong phút chốc thì chúng ta đã hoàn thành xong cái máy farm kinh nghiệm bằng Enderman rồi. Mà coi kìa, kinh nghiệm rơi rồi người mình rất là nhiều luôn. Tha hồ mà farm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ghép cuốn sách sửa chữa vào những cái dụng cụ bị hư của mình để mình sửa nó lại bằng kinh nghiệm luôn. Đầu tiên là cây rìu nè. Tiếp theo là cây sẻng. Và cuối cùng là cây kiếm. Đây, tất cả đều đã có sửa chữa. Mình sẽ sửa nó lại ngay bây giờ thôi. Bây giờ là mình sửa full sạch sành xanh những cái dụng cụ và đồ của mình hết rồi. Và còn thừa rất là nhiều kinh nghiệm nè. Mình sẽ thử cường hóa một ít sách coi. Thử vận may mới được. Để xem có những cái dòng cường hóa nào tốt hay không. Ú, vô hạn. Mình có nên làm thêm một cây cung vô hạn không ta? Trời, mới vô là có sách vô hạn luôn cơ. Xuyên thủng. Ok, lấy xuyên thủng luôn. Rồi, chặt vài cái để lên cấp 30 rồi cường hóa thêm một lần nữa nè. Để xem lần này. Nạp nhanh cấp độ 2. Ok. Cũng có sống dữ rồi, hại thêm ma các thứ kìa. Cũng được, nói chung là mấy cuốn sách cường hóa này cũng ok đấy. Rồi, và như vậy thì công việc làm máy farm của mình cũng đã xong. Sắp tới thì muốn farm kinh nghiệm mình chỉ cần qua đây và ngồi một chỗ chặt một xíu là kinh nghiệm nó lên vèo 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 luôn rồi. Hỏi con gà mái luôn ha. Giờ thì chắc đi về thôi. Nhờ có cây cuốc mềm mại này mà mình lấy được khói xúc tác cuốc này nè. Cái này mình có trò vui rồi nha. Để bây giờ mình sẽ đi qua chỗ của cái thanh niên qua đành. Sau đấy thì đặt cái khói xúc tác cuốc này xuống và đón chờ kết quả thôi. Đây. Ui dồi ôi. Tới nơi. Đó, nó đang đánh hơi mình đó. Mà kệ nó. Mình không quan tâm. Ouch. Con này. Ủa, mình mới được thành tựu rồi. Oh, chỉ cần để kinh nghiệm rơi xuống cái khối xúc tác cuốc này là nó sẽ lan ra liền. Cái thành tựu này nó nằm ở phần phiêu lưu hay sao ấy. Chính xác rồi, nó nằm ở phần phiêu lưu nè. Ra là vậy. Vậy là với cách này thì mình có thể tạo ra nguyên một cái vùng đất toàn là những cái khói skook luôn ấy. Ôi, Ripper. Ouch. Chết tiệt. Ripper nổ lén ghê quá. Nó bắt đầu lan ra kìa. Ê. Được á nha. Như vậy thì sắp tới chắc kế hoạch của mình là biến nguyên cái chỗ gò đất này trở thành những cái vùng đất skook giống như vậy. Tại vì đây là nơi giam giữ cái con
Tù nhân qua rảnh mà. Hợp lý. Ê, cái gì? Ê, ao, ao, ao. Ôi, chẳng lẽ mình bắt nhốt mấy cái con này luôn ta? Cái tội láo tét đó nha. Các ngươi đừng để, đừng để ta làm cái bẫy rồi ta nhốt các ngươi làm tù nhân tiếp nha mấy con phantom khốn kiếp. Lụm luôn cái màn da của nó nè. Rồi. Ồ, vô tình có được 6 cái màn da free luôn. Quá xá đã. Nhưng mà cái tốc độ lan của khối scoot này nó sẽ ngày càng giảm khi mà nó xa cái khối xúc tác nha. Nên là mình phải đi tìm thật là nhiều khối xúc tác mới được. Chứ ít quá thì rất khó để mình tạo ra được nguyên một cái vùng đất đấy. À mà để thực hiện được cái kế hoạch kiểu như là làm nhà tù cho con qua đành thì ít ra mình phải tìm cách để ngăn chặn con qua đành này gây cái hiệu ứng cho mình cái đó. Mình sẽ test thử là đặt những cái lock lens xung quanh này, coi coi nó có nhận ra mình hay không. Mình che lại, nói chung là mình che lại, che con qua đành này lại bằng toàn bộ những block lens luôn á. Không biết có được hay không này. Mình sẽ thử. Hiện tại thì mình vẫn an toàn khi mà đứng cạnh nó nè. Một xíu thì hơi căng hơn. Nó đang đánh hơi mình á. Không sao, mình sắp xây xong rồi. Ui, mình đập vào lốc này hơi căng nè. Đó đó, đập là nó nghe liền. Thấy chưa? Nó thính cực. Rồi mình không đập block nào nữa đâu. Tiếp theo là che nốt ở trên luôn. Ui, nó nhận ra mình rồi hả? Ui, nó đánh hơi cho mình rồi. Mình đã né nó được một lúc rồi. Bây giờ mình sẽ trở lại để tiếp tục xây cái chỗ nhà ngục bằng len mini này. Hy vọng là nó không có đánh hơi cho mình được. Rồi sắp, mình sắp che lại hết rồi. Rồi ok. Thêm ở đây nữa. Rồi. Không biết là bây giờ nó còn nhận ra mình ở bên ngoài hay không. Ui xích. Ui nó vẫn. Nó vẫn định vị được mình ở bên ngoài. Ồ, cái con qua đành này khó khắc chế đấy nha. Bây giờ làm sao để mình vô hiệu hóa nó lại đây ta? Không biết có cách nào để vô hiệu hóa nó hoàn toàn hay không nữa. Cái AI của cái con qua đành này đúng khó chịu luôn á. Kiểu như dù mình làm cách nào thì nó vẫn đánh hơi ra được mình ấy. Cái mũi đâu mà thính quá trời thính rồi. Không được rồi, như vậy thì kế hoạch kiểu như là tạm thời vô hiệu hóa con qua đành của mình đã thất bại rồi. Mình phải chuyển sang một cái phương án khác nó hiệu quả hơn thôi. Như vậy thì không biết khi nào mới làm được cái nhà ngục dành để trừng phạt cái con qua đành này nữa. Rồi, và tóm lại trong ngày hôm nay thì mình đã có được một cái máy farm Enderman để giúp mình cày kinh nghiệm nhanh hơn nè, sửa chữa giáp vũ khí và dụng cụ nó cũng nhanh hơn. Đồng thời thì cũng đã khám phá xong một cái thành phố cổ xưa nơi mình có thể tìm được rất là nhiều đồ tốt, và trong đó có cả cái dòng rón rén nhanh này, khá là hay luôn nha. Và trong thời gian rảnh mình sẽ nghiên cứu cách để mình có thể phong ấn được cái con qua đành này, và lúc đó mình có thể làm việc được dễ dàng gần hơn khu vực này. Chứ không thôi là nó cứ tấn công mình như vậy thì rất khó để có thể làm việc được. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp cùng với hành trình là làm một cái nhà ngục để trừng phạt cái con qua đành nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.